quay tới chia bar wall. Dân thua bình bình môn má và bố chơi dễ dân prao xâm ra phở ấy. Ok, tốt tên là này. Chúng tôi tốt nọc nâng ạp thê mũi hai dân ai cho đầm lén tốt prao nó bê krao hơi tiệt. Chúng tôi khi có đôi kia này vì chỉ ạp thê mũi để dân prao xâm ra phở ca để xa tốt tên là này. Hai tiếp tục tập tam tập hết đồng lấy để dân bàn đo lao như là xa nhé thì ai tập bàn chia string chia integer chia array chia object chia boolean chia float tập đồng lấy bàn tràn tập hết nước nông nắng đồng bay bậc cao và bowl cứ là ta phải chọc ra cái sinh nhà của bạn trong thông tin cứ ta phải đo cái sinh nhà của bạn và những cái môn mới này cứ của bạn hết là xua là bỏ và là bỏ xua là bỏ thế cứ là con đi quý của bạn và là con lén cho chụp khoảng một cái sinh nhà xa nào và chủ cái sinh nhà xa đó nên là xa top bây giờ chơi ở bậc cao là bốn hai nhưng mà mở được một môn ok câu cá bậc cao và cao là bốn cái câu cá mà biết thì có miễn pram chấm nói đây nó nên trăng để lớn thế,
Okay, nhóm bậc ca nó không đi tới bởi chứng bàn khơi lại cật mơ video là mình tới dương xì lực ra khiến ạc khơi ok đi và nhóm bậc ca vào đọc bố chứng bay bậc ca vào đọc bố nhưng thật chập nam nói gì ghế tại dân mơ mơ ru lên tí tiệt này dân thời chập ram nói sinh nhà đô la thầy vật ok đô la hay đại chua đồ bò và đồ bò anh ấy cứ chỉ câu cá nó sẽ ăn pram chậm nói chẳng sinh nhà prui prui chẳng ấy ở dưới câu cá được ở thân sân của mọi dân và cả tất khẩu hay cô ca thật ngon lắm vì ai prao cho mùi nên phân sân mà này những ai sở rộng một bánh tha và đọc bộ ném cứ một ai miền spec tế hay và đọc bộ ném ai miền xó lên nâng underscore và đọc bộ ném mình ai chạp đam đòi lên bàn tế và ta những ai chạp đam đòi sẽ nhạc underscore bàn ok, ạ thê chúng mua là bỏ thê về bà cán tù ạ xò tôi nhờ xò thông tí nâng cứ khó khỉa thì tỏa chẳng dương mà khôn bởi dương quýnh bà của chiếc trăm á file open folder cho bà cán tinh tăng rộng bọc là rồi gón www pro project tăng ớ những tạo đại nâng www ok ba cái lỡ nếu anh em bật cao vào bồn ok em bật cao vào bồn muối anh ấy trăm trâu được khó này em cao hắn okay. Last name Bernard. Okay, bắt đầu là bộ một chiếc. Okay, nhập bắt đầu. Ok,
email នេះខ្ញុំប្រកាស okay phone អានេះវារបស់សតែត្រឹមត្រូវណាវលីinvalid មិនត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសឃើញខ្ញុំប្រកាសមួយទៀតយើងអាចគេសម្រាប់ student simple ចឹងណាខ្ញុំបើស្នាយើងបង្កើតមានពីរតួពីរពាក្យចឹងគឺដល់នេះអាចប្រើអសនៃពាក្យទី2ហ្នឹងប្រើអសធំអសធំអសតូចក៏បានដែរតែជាទូទៅគេប្រើអសធំចឹងវាងាយស្រួលមើលអូខេចឹង variable ប្រភេទជា invalidអាយើងប្រកាសទីថា first name នេះអត់ត្រឹមត្រូវណាlast នេះអត់ត្រឹមត្រូវឯងមានអីទៀតមើលអូខេខ្ញុំឃើញកំហងផងសោះអត់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំ comment ទាំងអស់កុំឲ្យវាអានទៅដឹង error ហើយរបស់យើងព្រោះយើងប្រកាសវាខុសអូខេបន្តពីយើងបានចេះប្រកាស variable ហើយយើងអាចប្រើ variable គេហៅ variable scope ហ្នឹងដែនកំណត់របស់ variable ហ្នឹងថាតើ variable នីមួយៗហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានគេដើម្បី run យើងត្រូវ start larigon សិនគេបើក larigon
Okay, you can start all the way Apache via start. Okay, Apache. Okay, but I'll be starting and join the web. I start localhost. Okay, you start it. Top my run project now, you can slap a top be localhost. Okay, slap. You job again. Okay, cho một cái root. Root thấy mơ project folder. Đây nó đã đặt là một đó. Thì nhóm rename. Rename là bay copy. Okay, copy folder project. Bởi dân chám như cái gì? Bắt chám đấy tập copy. Okay, giờ slash hãy dân đại cho mơ folder name. Okay, slash mùi tiết. Ở nó không folder name nâng ai miền file chạy. Ngay cao đó, nhiều miền file cho ra dân. Và dân chọn rắn từ lớp file mùi nhé. Dân quay chung file lần. Thằng cao folder. Ok, dân chọn rắn index.php. ខ្ញុំនឹងធ្វើដល់ការផ្លាស់ត្រាតោះ nhà khơi sai giấy là không project bởi nhóm đấy cứ miền trà là miền trà đó là không đáp dư đáp dư bởi nhóm cứ miền trà nè chẳng như chọn rằng từ lỡ phu đó mới nhé dân thử slack cho được căn phu đó nè ok lỡ dân mà mới chụp nói to tiết để dân thử sạc xa từ lỡ ok, và to bị dân chè và ca và đọc bộ là 2, dân tự đăng bị và đọc bộ scope. Ok, dân ở trận này tìm bị ní. PHP is a loosely typed language. Meaning that besides PHP, we loosely typed. Chỉ bố lên chỉ bố chúng ta đi bà ca vào bố đi tiêu thật nhưng mà sang đầm lại ai mà chắn ai last name nhưng đã thả đã ra dân ai check mơ thà và đọc bộ tiền phí nâng và phê đưa ta thép ấy ok bọn nếu như ai ta pra chụp môi nâng echo function echo nâng print cứ dân pra xong rạp thực ca bằng hai là tập hò lắm một nửa screen một số nửa screen
Okay, echo dollar first name. Okay, semicolon. Yen. Okay, change Chan. Okay, change Chan. Now, what type we are done have a page data tab a year. We done that change them light. The young man is a top not done by the wall. The way change them like, good on that proud function we did, good. A young proud pra. Okay, you like to not function get tab. They get tab, and you go by the wall, that not known. Function get tab. Get tab yên nâng đăng tha và đồng bộ lắng chia prophet data tab ấy. Chia ấy ghế. Ok, chia string. Yên chọn đăng prophet và đồng bộ xin tiết. Cứ nâng nâng đặt vào function get tab. Ta bộ xin nâng đăng hãy chọn ôi việc hành là report phóng. Nâng prophet data tab phong, cứ dừng vào function mùi tiết cứ qua đàm. Cái echo, but, và qua đàm. Ấy, đã chú mua vào variable. Này. Vì nó có hai prophet data tab, nâng return nó phải để bạn store tâm này. Okay, chân qua đồ bộ X cho mà sang đồng bài ai ở một thấy. Okay, echo qua đám nhập ra đồ là X. Thì ấy chị integer. Integer a pay nó cứ chia đầm lại vào variable a. Okay, khi vi loosely tab bật viết chăm bài phật ca data tab đấy vi nâng đăng auto assign từ lơ đầm lại để giúp bạn đo lại. Okay, chẳng gọi thì thôi cả bậc cao hay anh ta bậc cao variable bậc cao variable mùi tiết đại dương ở pra sử mùi đơn cái hát thà à thê mình prai prul chứ à thê mình prai prul cứ constraint Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng mà chuyện lại nhé cứ nhưng mà cao là ball first name nó nhưng mà đo đầm lại lấy xem mà sang đầm lại ở first name này đại chân thật chơi hỏi hay sao là ok nó bê đại trong bậc ca hai trong ai thôi ca đi declare với một đoạn tiếp bàn vì đang chênh má yeah. Em sao ok đọc character ở space với kết mùi character này ok dân bậc ca constraint ok constraint nhưng mà pra mối cứ define function ok define nhưng đã constraint name yeah, biết sắc cho ai khởi nhật define hay string hay constraint name ở tí p cứ value tí bấy cứ đồng lại boolean bool I cast instead the children smile and fall. Default. Okay, chúng ta thả host name. Okay, chứng minh parameter tp cứ bị nằm lại robot constraint. Okay, local host. Tp bay đi dương mình mạch đặt quả ba này. Đập lại default cứ fall. Dân chân đắt bàn bằng chân đắt có ba này okay, define username root thì okay, chúng ta tại p đi default với cứ for lên sai chơi okay, define password
Okay, you ban constraint 4. Ở lấy nhóm bạc ca constraint 2 vậy. Nhóm chọn redeclare constraint nó mà đoàn tiền. Tại nhóm đô đồng lại local hall nè. Ok, nhóm ai copy. Nhóm vô một bạc ca mà đoàn tiền. Nhóm đã đồng lại xin. Bên khơi mấy nha. Okay, anh ấy nhầm lốp chào vĩnh. Hãy đọc bài bài hành constraint. Cứ dựng pra chmua đọc bài constraint. Anh ấy chmua đọc bài constraint này nè. Đọc nông đọc bài khô nâng á. Dựng ảnh khô constraint name. Constraint name bởi dựng chmua ấy. Dựng chăm tha nâu thằng một comma nó cứ chỉ parameter thì mũi ở chmua đó bỏ constraint hay parameter thì pi ní cứ chỉ value đồng lại để dựng đo lại constraint bây giờ bằng cao vào đó bỏ thông ra mình sẽ mà dễ thế cái đó là host name mà nâng local host dễ hay constraint cứ dựng và cả tam sinh tạc một kê nữa nhé kể dân hào dân xe ở sọt thông thay thế hào ở sọt thông này thì host name xe mì gà lầm kể và chân ở cho một tốt nhưng cho một HTML đồng bây ở cho một tốt kể echo username echo hash password okay, call database name nih yang behind constraint dan buat neng okay, yang admin constraint yang on proud dan sinyal dolar constraint yang di jam ke jitu tu chúng mua được constraint thì prà sẽ thông tiền ở nhiều chuyện vẫn trao vẫn ok constraint ở đó show me constraint mua chết là prà con keyword which is constraint đấy okay, chứng như bà cao bà bộ mũi kể bà con keyword hay chỉ tư tư dương mình tư tư cứ chỉ rule đây mà đó chmu constraint cứ dương bà sọt thùng hay dương ọt bà sử nhà đô la nha thì phí đồng lại với SMA mà bây giờ đọc buồn nhóm bằng cách chế 3 nữa nhóm đạo hồi bây giờ đọc prám 3 nữa 3 nữa 3 này bị error đại nhớ nó bị giặt lại nhấn á error thì nhóm chọn mà hai đập lại vào constraint echo p thì
chứng constraint cứ dân ắt prà sảnh đô la tê ở jam này nấng bây quy đọc buồn ok lấy dương chế bạc cao vào bộ cao pra constraint ở mùi tiết dương riêng bị vào bộ scope mình hát đang cầm nọt rồi bỏ thế ok vào bộ scope và nó không PHP vào bộ scope cứ miễn bay bộ hết cái mình quay vào hết mỗi cứ global or instant variable or tp cứ local variable by cứ static hay dừng nốt thôi cái này variable mid by profit dân và năng sinh hay xâm lạc trên lên hoa với dân và to vì và đồng hồ scope